Giới chê mắng. Giải thích tổng quát: đây là cộng giới tỳ kheo đồng phạm đại thừa đồng học, giới này thuộc tánh tội. Luật Nhiếp nói do việc phỉ báng oán trách sân hận phiền não nên Phật cấm chế. Giới này gồm hai duyên kết hợp. Duyên khởi: bấy giờ Đức Phật tại núi Kỳ Xà Quật, tôn giả Đạp Bà Ma La Tử được tăng sai giữ gìn vật dụng trải nằm và phân phối chúng tăng đi thọ trai. Khi ấy tỳ kheo Từ Địa đứng chỗ mắt thấy mà tai không nghe, tự nói rằng: ông Đạp Bà Ma La Tử này có ái, có giận, có sợ, có si. Các tỳ kheo khác bảo chớ nói vậy, liền bảo: không cho tôi nói trước mặt, tôi sẽ đến nơi vắng để trách mắng. Các tỳ kheo bạch Phật ngày quở trách và kết giới, chê mắng phạm ba vật đề. Sau đó thầy Từ Địa lại ở chỗ các tôn giả Đạp Bà Ma La Tử nghe mà không thấy, nói là tôn giả có ái, giận, sợ, si. Các tỳ kheo bảo Đức Phật chế giới chê mắng phạm ba vật đề. Lại nói: tôi không chê, chỉ mắng thôi. Phật dạy nên như vậy mà tụng giới. Giới của ni đồng chế. Giới tướng: nếu tỳ kheo ni chê mắng phạm ba vật đề. Giải nghĩa: luật dạy chê mắng là hoặc trước mặt chê dèm, hoặc ở nơi thấy mà không nghe, nói có ái, giận, sợ, si. Hoặc chê mắng ở sau lưng, ở chỗ nghe mà không thấy, nói có ái, giận, sợ, si. Định tội: tướng phạm giới này là chê mắng tỳ kheo ni, nói rõ ràng phạm ba vật đề, nói không rõ phạm đột kiết la. Hoặc bậc thượng tọa bảo cô chê mắng, nếu nhận lời chê mắng phạm đột kiết la. Luật Tát Bà Đa nói: bản chất của giới này là tăng yết ma sai 14 người mà tức giận chê trách những người này phạm ba vật đề. Nếu đã yết ma xả mà tức giận chê trách những người này phạm đột kiết la, hoặc sai người viết thư chê phạm đột kiết la. Luật Thiện Kiến nói: chê mắng người được tăng sai phạm ba vật đề, chê mắng người khác phạm đột kiết la. Giới đây đủ ba điều kiện thành phạm tội này: một, có tâm chê mắng; hai, chê người được tăng yết ma sai; ba, nói rõ ràng. Chế chung: tỳ kheo ba vật đề đồng chế đồng học, thức Swamana Sayi Sayini phạm đột kiết la, đây gọi là phạm. Khai duyên: không phạm là người đó thực có ái, giận, sợ, si, có ý sợ, về sau họ hối hận nên bảo họ phát lồ, hoặc nói đùa, nói một mình, nói trong mộng, muốn nói việc này, lầm nói việc kia, và ban đầu Phật chưa chế giới.